Rồi, hôm nay shop bên em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu sản phẩm Bacosu Đông Dên giá rẻ nha, rất là cạnh tranh, phục vụ nhu cầu sinh lý và những anh trai nào thích một cảm giác mới mẻ khi mà quan hệ tình dục, các anh đang gặp tình trạng là chim nhỏ chim bé thì dòng sản phẩm này sẽ đáp ứng với chúng ta nhé. Cái mẫu sản phẩm Bacosu Đông Dên này có thể giúp chúng ta tăng kích thước từ khoảng 2 đến 3 cm, đi kèm với những phần râu vòng gai như thế này thì sẽ kích thích bạn tình hay là vợ chúng ta rất là nhiều khi mà chúng ta sử dụng để quan hệ tình dục. Ngoài ra thì mẫu sản phẩm bên em thì rất là cao cấp, có thể sử dụng được nhiều lần, tiết kiệm chi phí trong cái việc vào cao su nha anh chị. Rồi thì bây giờ em sẽ mở hộp bên trong cho mọi người xem nhé. Đây mọi người, đây là hình dáng bao cao su nha. Đó, chiều dài thì gần 20 cm. Đó, nó giúp chúng ta đôn lên phần như đây mọi người, đây như đây đó là gầm tầm khoảng là hay là 4-5 cm nhé. Nó rất là to, nó rất là dài, đi kèm với xung quanh là những cái phần râu như thế này, nó sẽ kích thích nhiều điểm bên trong âm đạo để làm cho vợ hay là người yêu cảm thấy sung sướng phê pha và kích thích rất là đã. Chất liệu sản phẩm là silicon nha, silicon cao cấp nha mọi người, silicon cao cấp rất là co giãn, dễ dàng vệ sinh và cực kỳ là an toàn cho da luôn khi chúng ta sử dụng để chúng ta có thể là quan hệ tình dục. Thì mọi người nhìn nè, cái bộ độ dày của bao của silicon như thế này thì dòng sản phẩm này có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian quan hệ tình dục từ khoảng 35 đến 45 phút nha anh chị. Đó, rất là tốt, cực kỳ là rẻ luôn nha, đảm bảo là rẻ nhất thị trường chúng ta với các anh trai chị gái luôn. Đó, rất là đẹp, phần đầu cất nó sẽ làm to ra để chúng ta quan hệ tình dục nó dễ dàng hơn. Đó, bây giờ thì mọi người thắc mắc là dòng sản phẩm này có giống như bao cao su bình thường không, sử dụng như thế nào, cách đem ra sao. Thì thưa anh chị, là một sản phẩm này rất là giống bao cao su bình thường, nó có thể giúp chúng ta phòng tránh thai, ngăn ngừa tình dục nè. Đó, rồi đặc biệt thì kéo dài thời gian sử dụng được nhiều lần và có thể tăng kích thước nhân vật. Đó, thì một sản phẩm này sẽ hỗ trợ tất cả nhu cầu và giải quyết mọi cái thắc mắc của các anh trai trong quá trình sử dụng một sản phẩm này. Cách đeo dòng sản phẩm này cũng rất là giống như bao cao su bình thường thôi. Bình thường bao cao su chúng ta sẽ lặn lên, còn bao cao su này là chúng ta phải hấp, chúng ta này bao cao su kia là nó đã lặn sẵn, chúng ta chỉ tụt xuống, còn bao cao su này chúng ta phải thêm một bước là lặn lên để có thể tụt bao cao su nhé. Em sẽ mở cho mình xem, mọi người lặn như thế này em. Đó, mọi người lặn lên phần đỉnh như thế này nha mọi người. Đây phần đỉnh. Chúng ta đút dương vật vào đây, cương cứng dương vật nha em, cương cứng này, đút vào đây, tụt xuống. Đó, nó sẽ như thế này nha mọi người. Đó, thì cái chiều dài của tay em nó không đủ nhưng mà giúp chúng ta đôn rất là dài. Đó, đôn rất là dài nha mọi người, còn đôn nè. Đó, nếu mà dư thì anh chị có thể là cắt bớt đi hoặc là anh trai có thể lặn lên sử dụng như thế này. Quan hệ tình dục kết hợp với gel bôi trơn sẽ làm cho bạn tình chúng ta sung sướng hơn, trơn tru hơn, quan hệ dễ dàng hơn. Rồi dòng sản phẩm này chất liệu silicon nên rất là dễ dàng vệ sinh và sử dụng cho nhiều lần tiếp theo. Anh chị lưu ý là chúng ta nên rửa sạch bên trong. Đó, bên trong em như thế này. Bên trong, bên ngoài, đó, phơi khô để ráo và sử dụng cho lần sau. Đó, hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời giúp em nhé, để có thể bảo quản chất lượng silicon này tốt nhất nha mọi người. Rồi thì quý anh chị nào mà có nhu cầu mua các dòng sản phẩm bao cao su Đông Dên thì cứ liên hệ số hotline bên em nha, 0974 47557, và liên hệ Zalo để em tư vấn sản phẩm nhé. Shop em là ship hàng tận nơi, uy tín, kín đáo và an toàn nhất nha anh chị. Rồi, cảm ơn chị đón xem video này và hẹn anh chị những clip tiếp theo. Tạm biệt anh chị nhé.